Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho Phong và các thầy xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ năm ngày 22 tháng 2 năm 2024, thằng Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho Phong và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ chiều hôm qua đến hôm nay, anh Phạm Xuân Dũng, trưởng ban truyền thông Viện Chăm sóc Sức khỏe Việt Nam đã trở lại phòng khám Cha Tường yêu thương cho Phong và các thầy để nhận chức danh trưởng ban truyền thông kiêm công tác thiện nguyện của phòng khám Cha Tường yêu thương cho Phong và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Đầu tiên, anh Phạm Xuân Dũng đã thắp hương Chúa Cha Pedro Nguyễn Văn Tường và cầu nguyện Cha Pedro phù hộ cho anh Xuân Dũng ổn định công việc tại phòng khám. Ngay sau khi đến phòng khám, anh Phạm Xuân Dũng đã chuyển trao tặng cho phòng khám một TV 75 inch hiệu LG do một nhà hảo tâm ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh trao tặng, trị giá là 16,6 triệu đồng. 15 quạt treo tường được treo tại các phòng làm việc của các thầy, hai quạt đứng cỡ lớn phục vụ cho các buổi lễ hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư tại nơi thờ Chúa thời Cha Pedro Nguyễn Văn Tường. Lần lượt các chuyến xe chở hàng đến vận chuyển các phần quà tặng của các nhà hảo tâm đến phòng khám. Anh Sơn Dũng, các thầy, các cộng sự đã tham gia lắp ráp các quạt máy TV 75 inch trước nơi nhà chờ để bệnh nhân người nuôi thuận tiện để theo dõi tin tức hàng ngày, những thông tin về hoạt động hỗ trợ điều trị ung thư tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho Phong và các thầy. Gần một buổi lắp đặt, TV cũng đã gắn ở một nơi cố định, hệ thống máy quạt làm cho phòng khám thêm sạch đẹp, gọn gàng và thoáng mát. Kính thưa quý bà, cô chú và anh chị, truyền thông Thành Võ thay mặt các thầy xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã tặng một TV 75 inch LG và 17 quạt máy tạo điều kiện cho phòng khám phục vụ tốt cho bệnh nhân ung thư để xoa dịu nỗi đau từ những hệ lụy của căn bệnh quái ác gây ra. Cũng trong sáng nay, các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đã tìm đến phòng anh Phạm Xuân Dũng, trưởng ban truyền thông kiêm công tác thiện nguyện phòng khám Cha Tường yêu thương cho Phong thì các thầy để nộp đơn xin hỗ trợ để được xem xét từng hoàn cảnh cụ thể và kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài nước chung tay thể hiện tấm lòng bác ái để kịp thời hỗ trợ cho những hoàn cảnh thật sự khó khăn mang bệnh hiểm nghèo từ các tỉnh thành trong và ngoài nước đến đây để được hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Cũng trong sáng nay, thầy Nguyễn Tấn Thanh, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cha Tường yêu thương cho Không và các thầy đã trực tiếp làm việc với các cộng sự phụ trách bên mảng giám sát xây dựng các công trình. Tại đây, thầy Thanh đề nghị bên giám sát các công trình phải luôn theo dõi sát nguồn vật tư đầu vào thật tốt, kiểm tra nghiêm ngặt chất lượng các vật tư thiết bị nhập vào cho đảm bảo chất lượng, theo dõi các công đoạn thi công của nhà thầu, tránh trường hợp xây dựng lắp đặt không đúng quy trình kỹ thuật làm ảnh hưởng tới chất lượng khi đưa vào sử dụng các công trình. Song song đó, thầy Thanh cũng yêu cầu bên giám sát thi công báo cáo hàng tuần về tiến độ các công trình. Đối với những công trình đã xây dựng xong, phải báo cáo số lượng cụ thể, vật tư, trang thiết bị rõ ràng, thời gian thi công, kinh phí xây dựng để tổng hợp báo cáo về các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Đối với những công trình sắp tới cũng phải báo cáo dự toán, các thiết bị, diện tích, tiến độ thi công và cung cấp thông tin để truyền thông công khai cho các nhà hảo tâm trong và ngoài nước cập nhật. Qua đó, thầy Thanh cũng lưu ý ban truyền thông của phòng khám Cha Tường yêu thương cho Không và các thầy thông tin về nhiệm vụ phụ trách của các công trình do thầy Nguyễn Tấn Thanh trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp liên hệ với nhà hảo tâm trong và ngoài nước để được hỗ trợ cho phòng khám, tạo điều kiện cho các bệnh nhân được hưởng lợi từ các công trình. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, bản tin hôm nay cũng giới thiệu tình hình tiếp nhận hồ sơ và gặp gỡ tiếp xúc với các bệnh nhân mới. Mến chào cả nhà, mến chào quý khán giả đang xem kênh anh Thành Võ của phòng khám yêu thương cho không của Cha Tường. Em là Lê Văn Úc, sinh năm 1990, thuộc huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Cũng may mắn được đến đây là các thầy và cha đã điều trị bệnh. Hôm nay là phác đồ cũng hơn 4 tháng rồi thì sức khỏe đang ổn định lại, là rất biết ơn cha và các thầy và tất cả mạnh thường quân trên trong và ngoài nước. Và hôm nay thì cũng ngày đi khám lại ở phòng khám thì
cũng có người họ bà con xa ở thành phố quận Bình Chánh thì cũng xuống đây để mà điều trị bệnh ở phòng khám yêu thương cho không của cha Tường. Thì sớm giờ cũng phương hồ sơ thủ tục cũng xong hết rồi, thầy Thanh cũng nhận rồi, thì bây giờ nhận lãnh thuốc với gạo rồi đi về phòng trọ. Người quen anh có thể biết bệnh gì không? Có cái tình bệnh Dạ bà thím Sáu là ở Bình Chánh thì bị ung thư thận di căn lên tuyến giáp, u tuyến giáp ác tính. rồi có đi trị bệnh viện nào không? Dạ hiện tại đang điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy mà tiêm đủ vô quá chất đã đủ liều rồi, 6 tháng rồi. Hôm Có nay chuyển biến xuống. gì không? Dạ. Cái vô quá chất chỉ có chuyển biến gì không? Dạ Tức là vô vào vô quá chất cũng cũng có tác dụng phụ này kia, cũng đau nhức rồi ói này kia rồi ăn uống khó. rồi làm sao cậu quyết định số này? Dạ tại vì thím cũng thấy Úc điều trị ở đây có kết quả và phác đồ rất là hiệu quả, cho nên là thím tin tưởng xuống đây để mà điều trị với phác đồ của cha và các thầy. Bị gì? Ở Đồng Nai rồi nó khám thì nó nội soi rồi nó thấy vậy, nó chuyển đi nó bú bú làm hết 10 ngày á, nó làm hồ sơ này nọ, nó tính mổ thì tôi không có mổ, tôi không chịu mổ, mổ có tiền đâu mổ, mấy chục triệu sao tiền không chịu nổi. Rồi nghe nó giới thiệu ở đây cha Tường nè thì xuống. Rồi cái hoàn cảnh của chú sao có cái kể cho tôi nghe. Thì còn có bà xã thì mất 2 năm mà mất mùa dịch, giờ còn có mình nữa. Ở nhà mình mấy đứa con gái, anh có giờ có chồng điên hết rồi, bốn đứa con gái Kinh tế của chú là sao? thì già rồi, giờ ăn tiền lương nhà nước không được, cái tám mấy tuổi hồi năm ngoái thì còn đi chơi trai về bà gì, nghe bệnh cái nghỉ luôn, nghỉ hồi 4 tháng này 3 tháng này. Sao mà chú biết đây chú tới đây vậy? Thì nghe trên mạng đó để giới thiệu mà xuống đây luôn, mà bắt đầu có dám mổ đâu, mổ tiền đâu mấy chục triệu. Chú hiểu như thế nào về cái bệnh ở đây, về bệnh như thế nào không? Thì nghe nói cha Tường chị vừa bú ung thư này nọ đó, lên mạng rồi đó. Rồi mấy đứa con nó coi rồi, mấy đứa cháu nó giới thiệu xuống đây. Khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời.
chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi Cầu Ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám cha Tường yêu thương cho không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Hôm nay được đến
Đi khoảng 5km nữa, chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1km, chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó, theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn. Nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.